Tiểu sử Minh Cảnh, Võ Vương Đông Dương, Trấn Danh Giang Hồ Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Những ai yêu võ thuật ở miền Nam trước năm 1975 đều biết đến tên tuổi của bộ ba Minh Cảnh, Quyền Anh, Huỳnh Tiên và Minh Sang, Võ Tự Do. Vào những thập niên 1940, 1950 và 1960, trong đó Minh Cảnh bất bại trong nhiều năm trước khi giành chức vô địch Quyền Anh Đông Dương và được xem như là võ vương Đông Dương trong thời đại của mình. Tiểu sử võ vương Minh Cảnh Bốc sinh Việt đã từng vang danh Minh Cảnh. Ông cũng là một trong những người đã giúp đưa tên tuổi bốc sinh Việt Nam ra đấu trưởng thế giới. Người võ sĩ miền Tây này không chỉ là hung thần trên võ đài thời bấy giờ, mà thậm chí ông còn là một trong những tượng đài mọi thời đại của bốc sinh Việt Nam. Là võ sư Minh Cảnh sinh năm 1922 ở Cai Lệ Tiền Giang, trong một gia đình nông dân nghèo. Ông sớm nổi lên trong giới võ thuật vì khả năng phút quốc, nhanh nhẹn và cú móc trái thần sầu. Về tài nghệ và thành tích, võ sư Minh Cảnh được giới chuyên môn nhận định chỉ xếp sau huyền thoại bốc sinh Kit Đam Xây trên cả Huỳnh Tiền, Văn Hoán và Văn Đại. Do đó, cái tên Minh Cảnh luôn có sức hút mãnh liệt đối với công chúng yêu võ thuật thời trước năm 1975. Trong thời gian suốt hơn 30 năm thượng đài, Minh Cảnh được xem là người giàu thành tích nhất của làng bốc sinh Việt Nam. Biết đến quyền Anh từ một lần đi xem đấu võ đài ở Sài Gòn, Minh Cảnh đã thọ giáo nhà vô địch quyền Anh Đông Dương năm 1941, ông Bảy Muôn, mà giới hâm mộ lúc bấy giờ thường gọi là Sư Muôn. Có năng khiếu, gan dạ, lại chuyên cần tập luyện, Minh Cảnh tiến bộ rất nhanh và chỉ vài năm sau, ông đã loại nhiều võ sĩ tên tuổi, trong đó có cả tay đấm người Pháp, Phan Nuti, để giành lấy chiếc đai vô địch Đông Dương. Nhận định về những thắng lợi giòn dã của nhà võ sĩ tài danh này, Báo chí thời đó đã viết, nói đến môn võ thuật và nhất là khi phải tìm một võ sĩ có thể thay mặt cho làng đấm Việt Nam để nghinh địch với người nước ngoài mà khỏi bị mang tiếng là tụi ếch nằm đáy giếng, có lẽ tổng cục quyền anh xứ này không chọn ai hơn Minh Cảnh. Những năm tiếp theo phát huy lối đánh nhanh nhẹn, nhẹ, bình tĩnh và khả năng ra đòn đầy uy lực, Minh Cảnh tiếp tục làm nản lòng nhiều danh thủ. Võ sĩ già vẫn đánh đối thủ trên 20 kg. Giữa năm 1969, người hâm mộ võ thuật miền Nam không khỏi hồi hộp, nôn nao trước thông tin có sự xuất hiện trở lại của võ vương Minh Cảnh. So găng với tay đấm đến từ Mỹ, John Millef trong độ then chốt. Trước thông tin võ vương thượng đài, rất đông khán giả đã kéo tới sân tình võ để chứng kiến võ vương Minh Cảnh sẽ làm cho tay đấm người Mỹ phải khóc hận như thế nào. Rồi giây phút ấy cũng đến, võ vương Minh Cảnh từ phòng chờ bước ra sàn đấu trong tiếng hô vang hò reo của hàng nghìn khán giả nhà. Nhưng bất chợt những tiếng hò reo ấy đột nhiên bị trùng xuống và mọi ánh mắt đều đổ dồn chứng kiến sự xuất hiện của võ sĩ ngoại quốc, võ sĩ người Mỹ John Milep thuộc ngành quân y 24 tuổi, cao tới 1m8, nặng sấp xỉ 80kg, người rắn chắc, xài tay dài, bắp thịt cuôn cuộn, hơn võ vương thứ 19kg và 22cm. Những sự chênh lệch về thể chất và độ tuổi quá lớn từ tay đấm người Mỹ khiến mọi người không khỏi lắc đầu trước sự cáp độ quá thiếu hợp lý từ ban tổ chức. Tuy nhiên Minh Cảnh vẫn chiến đấu, theo như lời kể của lão võ sư, ông đã chiến đấu vì danh dự của nhà vô địch, vì dòng máu Việt. Minh Cảnh đã cầm cự suốt 3 hiệp đấu. Trận đấu này cũng gây nhiều tranh cãi khi phần đông khán giả đã cho rằng Tổng cục Võ thuật miền Nam thời bấy giờ đã cố tình sử dụng tên tuổi của Minh Cảnh để trục lợi lần cuối cùng. Nhắc lại trận đấu kỳ quặc nhất trong cuộc đời thượng đài của Võ Vương Minh Cảnh Võ sư Minh Hoàng sau này tiết lộ, thật sự ba tôi không biết nhiều về võ sĩ người Mỹ này, nhưng khi ban tổ chức yêu cầu thi đấu thì nhận lời thượng đài vì nghĩ mình còn đủ khả năng để thể hiện. Nhưng đến lúc bước lên võ đài, ba tôi mới ngỡ ngàng bởi sự cáp độ tùy tiện của ban tổ chức do quá trình lệch hạng cân và tuổi tác giữa hai tay đấm. Song vì danh tiếng và vì khán giả, ông cụ phải cố sức chịu đòn của đối thủ suốt cả ba hiệp, chỉ chịu thua điểm trong danh dự thất bại hiếm hoi ở lần bị ép đấu với cao thủ người Mỹ. Theo võ sư, nhà nghiên cứu võ thuật Hồ Tường, trưởng môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, thì cô võ sư Minh Cảnh xứng đáng được coi là một cây đại thụ của làng võ miền Nam trước giải phóng. Minh Cảnh là một trong ba võ sĩ người Việt Nam từng đoạt chức vô địch quyền Anh toàn Đông Dương từ năm 1949. Ngoài ông chỉ có kít đâm xây và sư muôn, tên gọi sư phụ của Minh Cảnh. Cần lưu ý rằng ở thời đó, việc vô địch toàn Đông Dương là rất khó, bởi đó là thời kỳ mà các võ sĩ người Pháp hay Philippines, những quốc gia vốn rất mạnh về quyền Anh, nhưng sống ở Đông Dương, cũng thường tham gia thi đấu. Võ sư Minh Cảnh vốn là người rất ưa mạo hiểm, vậy nên ông chính là một trong những người Việt Nam đầu tiên biểu diễn mô tô bay ở hội trợ tại Sài Gòn. Ông học quyền Anh với võ sư Muôn, tên thật là Lê Văn Muôn, chơi võ đài từ đầu thập niên 1940 Nói về quyền Anh, sự nghiệp của Minh Cảnh hầu như toàn là chiến thắng. Minh Cảnh có một điểm rất nổi bật đó là chuyện thắng knock out bằng đòn đấm móc tay phải. Rất nhiều đối thủ từng biết đòn sát thủ này của ông, nhưng rốt cuộc khi thượng đài thì họ vẫn bị hạ knock out. Vào khoảng năm 1970, có một lần võ sư Minh Cảnh đã từng bị ép đấu với một võ sĩ người Mỹ tên Henry Miller, cao 1m80, nặng khoảng hơn 70kg. Trong khi Minh Cảnh chỉ cao khoảng 1m65, nặng khoảng 60kg. Lúc này Minh Cảnh cũng khoảng tầm 46-47 tuổi rồi, trong khi võ sĩ người Mỹ còn trẻ, khoảng gần 30 tuổi. Theo võ sư Hồ Tường, đây là lần rất hiếm hoi mà Minh Cảnh để thua, nhưng đến nay không có nhiều người biết tới trận đấu này. Võ sư Hồ Tường kể trận đấu diễn ra ở sân tinh võ khoảng năm 1970. Thực chất, võ sư Minh Cảnh giống như bị tổng cuộc quyền thuật đem ra làm vật tế thần, nên bất đắc dĩ phải đấu với võ sĩ người Mỹ, chứ Minh Cảnh không phải người thách đấu. Hai người con trai của võ sư Minh Cảnh là Minh Hoàng và Minh Sang cũng đều khẳng định như vậy. Ở trận đấu đó, tưởng chừng Minh Cảnh có thể gây bất ngờ bởi khi vô đầu hiệp 1, trong một pha nhập đội, Minh Cảnh đã tung cú đấm móc sấm sét của mình, làm cho Henry Miller té xuống sàn đài. Nhưng sau 8 tiếng đếm của trọng tài, Henry Miller vẫn đứng vững và thi đấu tiếp tục với Minh Cảnh đến hết trận đấu gồm 3 hiệp. Mỗi hiệp 3 phút, Henry Miller biết đòn móc tay phải là sở trường của Minh Cảnh, cho nên võ sĩ người Mỹ chủ động đánh xa, không cho Minh Cảnh gần lại mình nữa. Từ đó Minh Cảnh hoàn toàn bó tay, vì đối phương đã đánh trúng vào sở đoàn của ông, đó là đánh xa không bằng Henry Miller vừa cao, vừa nặng ký hơn, vừa dài đòn hơn, lại quá trẻ trung và sung sức. Kết quả trận đấu, võ sư Minh Cảnh đành phải thua điểm trước Henry Miller. Cả năm giám định đều chấm võ sĩ người Mỹ thắng cuộc. Thế nhưng về sau, võ sư Minh Cảnh đã không bao giờ nhắc lại trận đấu này nữa và ngày nay không có nhiều người biết tới. Về phần Minh Cảnh, sau đó có nhiều người hỏi thăm ông, có phải ông đã tự hủy hoại tên tuổi của mình khi chấp nhận thi đấu trận không cân sức này, hay biết nhưng vẫn nhắm mắt ra sân vì một động cơ trục lợi phía sau. Võ Vương đã từ chối bình luận vì ông muốn tránh những lời chê bài và cái nhìn xăm soi của người hâm mộ với một tên tuổi lớn khi đó. Trận đấu bị nghi làm độ với võ sư người gốc Trung Quốc. Theo võ sư Hồ Tường thì vài năm sau lần thách đấu võ sĩ người Mỹ Henry Miller, võ sư Minh Cảnh từng trải qua một trận đấu nữa với một võ sư người Trung Quốc mà cho đến nay cũng không nhiều người biết tới. Đầu những năm 1970, trong số các võ sư người Hoa ở Sài Gòn thì nổi lên có võ sư Nguyễn Hớn Minh là người từng đào tạo ra nhiều võ sĩ giỏi. Trong một kỳ võ đài, Võ sư Nguyễn Hấn Minh đã lên đài thách đấu với võ sư Minh Cảnh. Dĩ nhiên là võ sư Minh Cảnh chấp nhận ngay. Hai võ sư đấu theo luật quyền tự do của võ Việt Nam. Địa điểm vẫn là ở sân Tình Võ, nay thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Võ sư Hồ Tường kể rằng vào thời điểm đó, nhiều người cũng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy võ sư Minh Cảnh đấu quyền tự do võ Việt Nam cả, bởi ông chỉ đấu quyền Anh. Còn Nguyễn Hấn Minh, xưng là người phái Thiếu Lâm Hắc Hổ Môn, Võ đường nằm tại đường Nguyễn Huỳnh Đức, nay gọi là đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận. Nếu còn sống, tuổi của Nguyễn Hấn Minh chắc cũng phải gần 90. Đến kỳ võ đài, nhiều khán giả đã kéo tới xem bởi kỳ đó do võ sư Nguyễn Hấn Minh tổ chức. Đặc biệt, những khán giả người Hoa thi nhau đến để ủng hộ người đồng hương. Trận đấu giữa hai võ sư Minh Cảnh và Nguyễn Hấn Minh do trọng tài là võ sư nổi tiếng Minh Sang điều khiển sau khi tiếng kẻng vàng báo hiệp đấu bắt đầu võ sư minh cảnh đứng ở góc đài chờ đợi trong lúc đó võ sư nguyễn hấn minh thực hiện bài bái tổ khá điệu nghệ để nhận nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ sau màn bái tổ võ sư nguyễn hấn minh đã tấn công ngay bằng những đòn chân nhưng thực ra không quá uy lực bởi khi đó ông đã luống tuổi võ sư minh cảnh cũng đánh trả dĩ nhiên bằng các đòn tay của môn quyền anh chủ yếu gồm ba đòn cơ bản là đấm thẳng móc ngang móc lên nhưng bị hụt nhiều bởi vì Nguyễn Hấn Minh cũng tràn chớ tránh né tốt. Lúc gần dứt điểm 1, võ sư Nguyễn Hấn Minh mở cuộc tấn công bằng đòn chân rồi nhập nội tấn công ồ ạt võ sư Minh Cảnh bằng những đòn tay. Trong khi hai bên đang áp sát chiến, bỗng võ sư Nguyễn Hấn Minh té ra sau, nằm ngửa do bị trúng một đòn móc ngang tay phải, sở trường của võ sư Minh Cảnh. Sau 8 tiếng đếm, võ sư Nguyễn Hấn Minh tiếp tục trận đấu, nhà vô nhập nội liền chủ yếu ôm võ sư minh cảnh trong lúc hai võ sư đang giằng co nhau trọng tài minh sang theo luật đã nhảy vào can già ngay sau đó trọng tài minh sang bước lùi ra ra hiệu cho hai võ sư minh cảnh và nguyễn hấn minh đứng về hai phía đài trọng tài minh sang bước tới trao đổi với ban giám định rằng khi bước vào can chính ông đã nghe võ sư nguyễn hấn minh cử nữ võ sư minh cảnh rằng đã hợp đồng rồi sao mày đánh tao đau quá vậy do nghe được câu này nên trọng tài minh sang cho rằng đây là một trận đánh cuội trong đó võ sư nguyễn hớn minh đã làm độ với võ sư minh cảnh trọng tài minh sang quyết định hủy trận đấu một võ sư là trọng tài giám định ngồi ở góc đài nơi mà hai võ sư minh cảnh và nguyễn hớn minh vừa ôm nhau cũng xác nhận điều mà võ sư minh sang nói là đúng vì ông cũng nghe như vậy sau trận đấu này người ta không còn thấy võ sư nguyễn hớn minh xuất hiện trong giới võ đài nữa còn về phía võ sư minh cảnh ông cũng không bao giờ nhắc tới trận đấu này. Ngày nay, võ sư Minh Cảnh đã mất, nhưng con trai của ông ấy vẫn còn hoạt động trong một boxing ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai lần giao đấu với Henry Miller và Nguyễn Hấn Minh là những lần hiếm hoi mà võ sư Minh Cảnh không giành chiến thắng hoặc tạo nên tranh cãi. Về sau, ông không nhắc tới hai trận đấu này nên lớp trẻ bây giờ ít người biết đến. Tuy nhiên, xét toàn cục cả sự nghiệp thì Minh Cảnh vẫn xứng đáng là một cây đại thụ. Ngoài những chiến thắng trên võ đài thì ông ấy còn có công lao trong việc đào tạo nhiều võ sĩ giỏi. Tiêu biểu có võ sĩ Nguyễn Phi Hùng, tên thật là Nguyễn Đình, về sau trở thành nhà vô địch. Sau Nguyễn Trần duy nhất là con của một vị thuộc dòng dõi Nguyễn Tấn, võ sư Hồ Tường khẳng định. Trên đây là tiểu sử minh cảnh, võ vương Đông Dương chấn danh giang hồ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại